chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, thần tài nghênh đón, tiền bạc ào ào đổ về túi, trả sạch nợ nần, đổi đời siêu giàu có. Đúng 2 tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch. Ba đời phát triển công danh, lộc lá may mắn gian danh muôn đời, phát triển nhan sắc ý trời, cửu long cuốn lộc biển khơi mang về, Canh Tuất tấn phát để huề, đời sau con cháu tiền về kính kho. Hoan hỷ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Xin chúc quý vị và các bạn một ngày mới luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, theo quan niệm của Tử Vi phương Đông thì mỗi con giáp đều mang cho mình số mệnh khác nhau. Có người giàu sang phú quý ở thời điểm này nhưng lại dở nợ, phá sản, xui xẻo ở thời điểm khác, và không ai biết thần may mắn sẽ mỉm cười với họ khi nào. Thế nhưng may mắn được cấu thành và nhìn nhận bằng việc nắm bắt cơ hội. Và quan trọng là bạn tận dụng được những cơ hội vàng này để có thể vận may bùng nổ, dễ trúng lớn cực đậm, đổi đời giàu sang, ôm tiền tỷ về tay. Và quả là trời không phụ lòng người, thầy Tử Vi có tiết lộ, bước sang 2 tháng, 11 và 12 âm lịch 2024, chính là thời điểm khởi sắc rõ rệt trên con đường công danh, sự nghiệp và tiền tài đối với người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Có thể nói trong 2 tháng này họ làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ suôn sẻ, quý nhân chiếu cố nồng hậu, may mắn liên tiếp kéo đến, tiền bạc ùn ùn đổ về túi, đổi đời đại gia, mua nhà sắm xe, nắm trong tay khối gia tài bạc tỷ, khiến cả thiên hạ nghiêng mình ngưỡng mộ. Vậy, cụ thể chi tiết vận trình của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ ra sao? Bản mệnh sẽ gặp những vận may gì? Có gặp phải vận hạn gì trong 2 tháng tới hay không? Và cách hóa giải cụ thể như thế nào? Thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi nhé! Quý vị thân mến, cổ nhân có câu, mệnh tại thiên, vận tại nhân. Mệnh là do trời định không thể thay đổi được, nhưng vận chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được. Trong đó, việc sửa đổi tâm tính, sống hướng thiện có tác động trực tiếp tới việc thay đổi vận số. Quá hung thành cát, cuộc đời lên hương không ngờ, chăm chỉ hành thiện tích đức, nghĩ thiện làm thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh. Tuổi Canh Tuất nhanh chóng đổi vận theo hướng tích cực. Tuy nhiên nên nhớ, điều này cần thời gian tích lũy, tích tiểu thành đại, không phải một sớm một chiều. Vậy nên hãy kiên trì hành thiện hàng ngày nhé. Xét dưới góc độ tử vi, người tuổi Canh Tuất không những nhiều tài cán mà còn có thái độ sống đầy lạc quan, cởi mở, nhiệt tình với mọi người và vô cùng xem trọng tình bạn. Họ không có thói quen vòng vo, màu mè hay giả tạo, đối nhân xử thế luôn thẳng thắn, chân thành, không câu nệ tiểu tiết và cũng dễ tin người. Hơn thế, những chú chó bề ngoài có vẻ nhàn nhã một chút nhưng thực chất bên trong lại luôn tràn đầy nội lực và cực kỳ ấm áp. Họ sẵn lòng làm việc thiện với một trái tim như Bồ Tát, khẳng khái và đầy cảm thông, vui vẻ ra tay giúp đỡ người yếu thế. Con người này chưa bao giờ tính toán thiệt hơn đối với thiện tâm của bản thân. Họ quan niệm rằng giúp được sẽ giúp hết mình. Vì vậy những gì họ cho đi luôn nhận lại được sự tin tưởng và lòng quý mến của người khác. Theo đó, lúc khó khăn, khi hoạn nạn, họ sẽ được quý nhân giúp đỡ, hóa nguy thành an và đạt thành tựu lớn lao trong cuộc sống. Có thể nói, chính nhờ thái độ chân thành, tâm tính lương thiện mà vận mệnh của người tuổi Canh Tuất ngày càng chuyển biến tốt đẹp, chung và hậu vận sung túc về vật chất, an nhiên về tinh thần và sống trường thọ. Xem tử vi 2024 nhận thấy, bước sang tháng 11 và 12 âm lịch, tuổi Canh Tuất sẽ ghi nhận những thành quả xứng đáng trong công việc. Sau bao tháng ngày nỗ lực, công việc tiến hành suôn sẻ, ký kết hợp đồng thuận lợi, có nhiều cơ hội tiếp xúc và làm việc trực tiếp với lãnh đạo, con đường thăng tiến rộng mở. Quan hệ xã giao hài hòa cũng giúp bạn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của nhiều người, khiến nhiều nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi cũng được giải quyết thuận lợi hơn hẳn. Có thời điểm thách thức song hành cùng cơ hội, người thành công sẽ là người kiên trì tới cùng chứ chưa chắc đã là người giỏi nhất. Chỉ cần tuổi Canh Tuất nỗ lực, không gì là không thể. Trên phương diện tài lộc, bước sang 2 tháng này, Canh Tuất sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền ập tới dồn dập, thậm chí khiến bạn cảm thấy bối rối vì không biết bắt tay vào kế hoạch nào trước. Hãy dành thời gian để cân nhắc xem điều gì là phù hợp với mình. Bạn không nhất thiết phải chạy theo xu hướng, bởi bạn hoàn toàn có thể tự phát triển theo một hướng khác so với số đông, nhưng vẫn có thể kiếm tiền về đầy túi. Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc, đặc biệt là với người độc thân, do có các tinh thái dương và thiên diêu chiếu mệnh.
Con giáp này xuất hiện ở đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Tính cách cởi mở, thân thiện, hài hước, nhưng cũng chín chắn, đa tài, chính là yếu tố khiến người khác không thể cưỡng lại bạn. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Canh Tuất trong tháng 11 và 12 âm lịch này nhé. Đầu tiên, xét phương diện công danh, sự nghiệp. Theo luận giải tử vi mới nhất của 12 con giáp, giới tiên tri bật mí, trong tháng 11 và 12 âm lịch này, Canh Tuất hứa hẹn sẽ đón nhận khoảng thời gian với nhiều điều may mắn và phúc khí dây quanh. Do có các tinh phù trợ, cục diện thái tuế chống lưng, bản mệnh cầu được ước thấy, chỉ cần quyết tâm làm việc, không bỏ dở giữa chừng, thì ắt gặt được thành công ngoài dự kiến. Về công việc, phương diện sự nghiệp có nhị hợp tương trợ, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Đi đến đâu cũng được người giúp đỡ, khó khăn cũng không quá đáng lo, khi quý nhân luôn xuất hiện đúng lúc, chỉ cho bạn một lối đi. May mắn hơn, con giáp này còn thường xuyên được giới thiệu hoặc phân công cho những cơ hội phù hợp với khả năng, giúp nâng tầm vị thế của bản thân. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để cô bác mở rộng làm ăn hoặc hùn hạp đầu tư, kinh doanh. Bước đầu có thể gặp chút trở ngại, nhưng được tam hợp cục mang tới vận quý nhân dượng, ắt có người đứng ra ứng cứu kịp thời, dễ thu hồi vốn liếng. Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp. Các tinh hoa cái và thiên quan mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa, được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào 2 tháng cuối năm 2024 này. Đối với người làm kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do sẽ có một khoảng thời gian kiếm tiền như hái. Cô bác có thể cân nhắc đến việc mở rộng quy mô bằng cách hồn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng, tỷ lệ thành công cao. Với ai có ý định khởi nghiệp cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả cát lành. Có điều, 2 tháng tới này, tuổi Canh Tuất vẫn có những khúc quanh nhất định. Điển hình có cục diện tương hình khuyên bản mệnh, nên cân nhắc kỹ càng hơn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bởi không phải lúc nào nhanh nhẹn cũng là tốt. Vì quyết định mọi vấn đề quá vội vã, nên có thể bạn sẽ không lường trước được những khó khăn mình gặp phải, chưa kịp kiểm chứng kỹ càng thông tin, hoặc chưa lượng được sức mình. Trong mối quan hệ với khách hàng, đối tác, con giáp này khiêm tốn và lắng nghe nhiều hơn, đừng lên tiếng chỉ trích người khác khi chưa hiểu tình hình thực tế rõ ràng. Nếu bây giờ bạn phá hoại các mối quan hệ, thì đến khi làm việc lớn, bạn sẽ chẳng còn mối quan hệ để nhờ vả, dựa dẫm hoặc hợp tác. Nguyệt lệnh lâm mộ cũng khuyên bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị các yếu tố nhân lực, vật lực cần thiết. Người trẻ tuổi dù muốn thử thách bản thân đến mấy cũng cần phải thận trọng, đừng học đòi theo người khác hoặc theo đuổi những thứ quá xa vời, nếu không bản mệnh sẽ chỉ tốn công tốn sức mà vẫn sôi hỏng bỏng không. Về phương diện tài lộc, xem tử vi tháng 11 và 12 âm lịch của người tuổi Canh Tuất cho thấy, vận trình tài lộc của con giáp này có những điểm sáng rực rỡ. Tài chính khởi sắc vượt bậc, đó là kết quả tổng hòa của tinh thần nhiệt tình, hăng hái, sẵn sàng thử thách bản thân cũng như các yếu tố thiên thời, địa lợi. Tam hợp mang đến cho bản mệnh những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội, thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Đây là thời điểm thích hợp để người làm đầu tư, kinh doanh ký kết hợp đồng. Nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu, hoặc đã tìm hiểu rõ ràng về đối tác, khách hàng của mình, thì nên nắm bắt cơ hội ngay. Trong 2 tháng cuối năm 2024 này, sẽ mở ra nhiều thời cơ thích hợp để bạn cải thiện tình hình tài chính của mình. Một số người có con mắt tinh đời, đầu óc sáng tạo và tinh thần không ngại khó, có thể nhanh chóng mở lối đi riêng, là người tiên phong cho một trào lưu mới. Chính vì là người dẫn đầu nên bạn thu về lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn các đối thủ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Thời điểm này, do có thực thần xuất hiện, cô bác nào vẫn đang đi làm cũng không cần quá lo lắng về vấn đề tài chính, bởi không còn quá phụ thuộc vào một nguồn thu như trước. Ngược lại, cô bác biết đa dạng quá các nguồn tiền mà mình đang có để sinh lời thêm, nguồn tiền lưu chuyển nhịp nhàng, thu về hàng tháng ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Có điều các thần này cũng kích hoạt mạnh ham muốn cá nhân, tuổi Canh Tuất có xu hướng thích hưởng thụ hơn, theo đó chi tiêu tiền bạc trong cuối năm cũng rất lớn. Nếu không cân đối thu chi hợp lý, e rằng tiền núi kiếm được rồi cũng tiêu tán bằng sạch, hết sức lưu ý vấn đề này. Xem tử vi 12 con giáp, trong 2 tháng tới này, người tuổi Canh Tuất có vận trình thiên tài đại phát, tài lộc ùn ùn đổ về nhà với khí thế ngất trời.
chẳng gì có thể cản nổi. Chẳng vậy mà thời gian này được gọi là thời điểm may mắn, phát tài phát lộc của bạn, giúp cho tuổi Canh Tuất kiếm tiền chỉ trong chớp mắt. Những công việc tay trái, không phải công việc chính, sẽ giúp cho cô bác phát hiện ra rằng mình còn nhiều tài năng tiềm ẩn khác nữa. Một điều không thể nghi ngờ chính là chính những công việc đó đem lại cho tuổi Canh Tuất Ngọc thu nhập lý tưởng, tiền bạc dồi dào nhiều không kể xiết. Dù vất vả đôi chút, nhưng cô bác vốn chăm chỉ, tận tâm với những việc mình làm, nên luôn cố gắng hoàn thành thật tốt những việc thuộc trách nhiệm của mình. Cũng chính nhờ hiệu quả công việc luôn đạt mức cao, nên Canh Tuất mới nhận được những thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tuy nhiên, cô bác cũng cần phải khống chế ham muốn mua sắm của mình nhé. Đừng thấy tiền kiếm được nhiều mà dung tay quá chán. Tất nhiên đó là đồng tiền do chính tay, bàn tay mình làm ra, nhưng hãy nghĩ đến những vất vả và thời gian mình mất để có được nó, mà chi tiêu sao cho hợp lý. Tiền bạc đến, nhưng tài khí phải tích tụ thì mới có được tài lộc dồi dào, bền vững quý cô bác nhé. Về phương diện sức khỏe, căn cứ tử vi tháng 11 và tháng 12 tuổi Canh Tuất âm lịch, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Canh Tuất khá ổn định trong thời điểm cuối năm này. Dù áp lực ập tới liên tiếp có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, thời điểm này bạn cần giữ thái độ bình tĩnh khi giao tiếp với người khác, hạn chế xô xát vừa gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ, vừa có thể bị thương ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu gặp chuyện khó giải quyết, đừng ngại tâm sự hoặc hỏi ý kiến mọi người xung quanh. Dù cuối năm là thời điểm ai cũng bận rộn, song bạn nhớ duy trì lối sống khoa học, ăn ngủ đúng giờ, chú ý rèn luyện thể dục thể thao để cơ thể luôn khỏe mạnh. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Canh Tuất tháng 11 và 12 âm lịch, xem tử vi 2 tháng cuối năm cho thấy phương diện tình cảm của con giáp này cũng không có nhiều điểm sáng. Có lẽ bạn cần thay đổi thái độ của mình khi đối diện với tình yêu. Với người còn độc thân, thực tế thì 2 tháng này bạn được các tinh thái âm chiếu mệnh, nên đường tình duyên vẫn khá sáng. Đặc biệt là đối với nữ mệnh, bạn có thể được bạn bè, người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Tuy nhiên, có vẻ như bạn chưa thật sự muốn dành thời gian cho một ai đó nên luôn tìm cách từ chối. Hãy duyên dáng hơn trong cách hành xử, đừng khiến những người có thiện trí với mình tổn thương. Hơn nữa, biết đâu nếu mở lòng trò chuyện với người khác, bạn sẽ nhận ra đối phương có nhiều quan điểm, suy nghĩ giống mình. Với người đã có gia đạo đồi quề, bầu không khí gia đình bạn có vẻ không ổn vì đôi bên suốt ngày tranh cãi nhỏ nhặt. Đã đến lúc hai bạn cần bao dung nhiều hơn cho nhau. Nếu cứ chi li tính toán thì chẳng ai có thể sống thoải mái được. Hãy nghĩ về những gì hai người đã trải qua và những gì hai người đang cùng nhau gây dựng. Bạn sẽ cảm thấy trân trọng hơn những gì mình đang có, từ đó có cách cư xử phù hợp hơn với nửa kia. Tiếp theo sau, đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang dượng vận của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. 1. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Canh Tuất âm lịch thấy rằng, tính chủ muốn đạt được điều mình mong muốn thì cần phải cố gắng thật nhiều. Bản mệnh không nên mong đến chuyện ngồi mát ăn bát vàng, chỉ khi đánh đổi bằng công sức của mình thì bạn mới nhận được phần thưởng xứng đáng. Quan đới và dịch mã sẽ đem tới không ít thử thách cũng như rất nhiều cơ hội cho bản mệnh. Nhờ thái độ làm việc nghiêm túc, thận trọng và có trách nhiệm cao, bạn được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ khó khăn, thậm chí là hơi nặng nhọc một chút. Song hãy coi đây là cơ hội thử thách và chứng minh năng lực của bản thân. Hãy để tiềm năng của mình được phát huy, có thể chính bạn cũng sẽ thấy ngạc nhiên về những gì mình làm được. Với người có chức có quyền, bạn thể hiện được cái uy của mình trong công việc, khiến nhiều người nể và tuân theo. Bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng, có thể giúp tập thể vượt qua nhiều khó khăn. Dù là người giữ vị trí gì, bạn cũng hãy sắp xếp thời gian để học hỏi thêm những điều mới mẻ và noi theo những cái tốt của mọi người xung quanh. Quá trình tìm tòi, học hỏi sẽ giúp bạn hoàn thiện bản thân, nhận ra đâu là nguy cơ cần phải tránh và đâu là cơ hội phải nắm bắt ngay. Hãy hành xử một cách khiêm tốn dù đã gặt hái thành công, như vậy bạn sẽ gây được thiện cảm với quý nhân, được đối phương giúp đỡ trong tương lai. Trong tháng 11 âm lịch này, Canh Tuất không ngừng cố gắng vì sự nghiệp, không ngại bỏ công bỏ sức của mình ra thì thu tiền về đầy túi là chuyện đương nhiên. Quan đới cho thấy, những người làm công ăn lương dễ nhận được tiền hoa hồng, thưởng nóng do những thành tích cao trong công việc, thậm chí
có một vài người được cấp trên cân nhắc tăng lương. Với người làm ăn kinh doanh, dưới ảnh hưởng của dịch mã, có thể bạn sẽ phải hơi vất vả, chạy đôn chạy đáo một chút, song nhờ vậy mà bạn quen biết được thêm với nhiều đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Nếu có ý định mở rộng thêm quy mô làm ăn, kinh doanh thì bạn có thể xem xét tiến hành luôn vào thời điểm này. Đừng ngại thử sức mình ở những lĩnh vực mới mẻ, bởi bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng nhờ tầm nhìn xa trông rộng của mình. Dù là người làm ở lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng hãy mở rộng tư duy của mình, không nên giữ mãi những suy nghĩ chủ quan khi gặp phải khó khăn. Đừng ngại xin ý kiến của những người đi trước, bạn sẽ tìm ra hướng khắc phục nhanh chóng hơn, thậm chí có hướng đi mới giúp tiền đổ về đầy túi. Quý nhân, Sửu, Ngọ, tiểu nhân, Tý, Dậu, màu sắc may mắn, trắng, xanh dương, con số may mắn, 70, 31, 45. 2. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 năm 2024 tuổi Canh Tuất âm lịch thấy rằng có vẻ như tháng cuối cùng của năm 2024 sẽ trôi qua không mấy dễ dàng với người tuổi Canh Tuất. Con giáp này cần chú ý hơn đến cách hành xử của mình, chớ tự tin thái quá mà tự đẩy mình vào rắc rối. Phương diện sự nghiệp không được thuận lợi, do bạn phải chịu tác động của cục diện tương hình. Thời điểm này, bạn quá tin tưởng vào suy nghĩ và phán đoán của mình nên lúc nào cũng muốn tiến về phía trước, song lại bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác. Trong các mối quan hệ, bạn cũng quá thẳng thắn nên thường vô tình gây tổn thương cho người khác. Chuyện tài lộc cũng không có những bước phát triển như dự đoán, dù bạn đã phải vất vả chẳng kém ai. Bản mệnh nên thận trọng hơn trong việc đưa ra các quyết định, nếu không dễ rước họa vào thân, thậm chí phải dùng tiền của bản thân để đền bù thiệt hại. Phương diện tình cảm có chút ít dấu hiệu khởi sắc với người độc thân, đặc biệt là nữ mệnh. Tuy nhiên mọi chuyện có thành hay không chủ yếu phụ thuộc vào thái độ của bạn. Còn với những người đã có gia đình, hai người thường xuyên cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt, khiến bầu không khí gia đình trở thành căng thẳng. Quý nhân, Dần, Mão, tiểu nhân, Tỵ, Thìn, màu sắc may mắn, nâu, xanh, con số may mắn, 33, 01, 34. Tiếp theo là vật phẩm phong thủy cho tuổi Canh Tuất may mắn, bình an, phát tài phát lộc trong 2 tháng cuối năm 2024. 1. Phật độ mệnh cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Mỗi con giáp đều có một vị Phật độ mệnh giúp bảo hộ bình an và mang lại may mắn cho mình. Với người tuổi Tuất nói chung và tuổi Canh Tuất nói riêng, vị Phật bản mệnh của tuổi này là Phật A-di-đà. Xem tử vi, người tuổi Canh Tuất có đặc trưng là rất nhanh nhẹn, thông minh, hiếu học, có tinh thần trách nhiệm nên được người xung quanh yêu quý, cấp trên coi trọng. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là khá cố chấp, ngang bướng, dễ nổi giận nên người khác khó lòng thân cận. Nếu có Phật A-di-đà bên cạnh, Ngài sẽ giúp điều hòa tính cách, mang tới sự hòa hợp, bình tĩnh cho bản mệnh. Phật A-di-đà còn ngụ ý cho tiền đồ vô lượng, không chỉ tăng cường sức hấp dẫn mà còn rất có lợi cho sự nghiệp của tuổi Canh Tuất. 2. Tỳ hưu phong thủy. Theo đặc điểm tính cách, tuổi Tuất là những người có tài năng, tuy nhiên không hề biết cách giữ tiền, làm được tuy nhiên chưa chắc đã quy về một mối. Con giáp này nếu như kết hợp dùng tỳ hưu phong thủy, tiền tài sẽ được cất giữ, tích tài tích lộc từ đấy mà sự nghiệp thăng tiến. Để tận dụng tối đa công năng của tỳ hưu, bạn có thể chọn vật phẩm phong thủy đeo trên người có mặt đá tỳ hưu. Tỳ hưu là vật phẩm nổi bật với khả năng giữ tiền, lôi cuốn tiền của cho chủ nhân của chúng. Khi kết hợp với tuổi Tuất, tỳ hưu sẽ mang lại sự thay đổi rõ rệt về đường tài vận. 3. Hồ lô phong thủy. Vào năm 2024 là một năm tốt xấu đang xen về tài chính đối với người tuổi Tuất, bị ảnh hưởng bởi nhiều chòm sao xấu, tâm trạng, tính khí tuổi Tuất theo đó mà trở nên thất lường, luôn suy xét tiêu cực, chán nản. Tuy vậy nếu biết quy luật vận hành âm dương, tuổi Tuất hãy lợi dụng dương khí từ vật phẩm phong thủy để thay thời đổi vận. 4. Quả cầu thủy tinh, sức khỏe dồi dào. Người tuổi Tuất trong thời gian này muốn sức khỏe tốt thì đừng quên bày trong nhà mình quả cầu thủy tinh phong thủy nhé. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng cầu an, tăng cường sức khỏe. Bạn nên chọn loại càng đơn giản, càng tự nhiên càng tốt, chớ nên trưng quả cầu có nhiều quả tiết cầu kỳ. Ngoài ra, bạn cũng có thể trưng quả cầu phong thủy làm bằng đá quý như ngọc, mã não hay thạch anh,
cũng sẽ có tác dụng tương tự. Về màu sắc thì nên chọn loại có màu sắc hợp với mệnh của mình nhé. 5. Cây phong thủy cho tuổi Canh Tuất. Theo luận giải Tử Vi, người tuổi Canh Tuất có đường tài vận, tài lộc hơi trắc trở, khó phát lộc phát tài, hay bị người khác cản trở đường công danh. Vì thế khi tìm hiểu tuổi Tuất trồng cây gì cho hợp mệnh sẽ giúp bạn cải thiện tình hình khó khăn hiện tại, hút tài lộc, thịnh vượng may mắn vào nhà. Người tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, vì thế chủ nhà chỉ nên chọn những cây cảnh có màu nâu, do thổ sinh kim, hoặc trắng, kim hợp kim, và cần tránh chọn những cây cảnh có màu đỏ, hồng, cam, tím, quả khắc kim, hoặc xanh dương, nếu không tiền bạc không cánh mà bay. Một số loại cây cảnh hiện nay phù hợp với tuổi và mệnh lại giúp gia đình bạn phát tài phát lộc cho bạn lựa chọn, đó là cây trúc phát tài, cây may mắn, cây ngọc ngân, kim đế dượng, cây kim phát tài, cây búp sen, cây cao nhật, cây phát tài, cây cỏ nhật. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Canh Tuất. Ở đời có bốn thứ không nên nợ, đó là tiền bạc, là trách nhiệm, là ân tình và thời gian. Nợ không trả là tự gieo nghiệp hèn. Với món nợ tiền bạc, theo lẽ tự nhiên có dây có trả. Khi ta dây một món tiền nghĩa là ta đang nhận ở người đó một món nợ, không chỉ đơn thuần là vật chất mà còn là ân nghĩa. Thế nhưng, ở đời nhiều người dây tiền không trả dẫn đến nghiệp nghèo, có người xù nợ. Có người trả nợ nhưng lại mang niềm oán giận cho người cho dây. Theo nhà Phật, đây chính là việc đang tự gieo nghiệp nghèo hèn cho mình. Có câu chuyện như sau. Tiến làm nghề kinh doanh bất động sản ở Hà Nội, vốn xuất thân là một người khá giả. Anh được thừa hưởng khối tài sản lớn của bố mẹ để lại, nên bắt đầu lập nghiệp kinh doanh bất động sản một cách thuận lợi. Thế nhưng chỉ sau 10 năm lấy vợ và làm người giàu có, sự nghiệp của Tiến càng ngày càng xuống dốc. Bao nhiêu đất đai mà Tiến tậu được cuối cùng phải bán hết vì nợ nần. Chẳng là trong quá trình làm ăn, Tiến thường dây rất nhiều người, cả ngân hàng cũng như anh em bạn bè, và bất cứ ai mà Tiến gặp, Tiến ở nhà biệt thự, đi xe sang. Nhưng lạ là khi có cơ hội dây được tiền của ai là Tiến dây. Lúc dây, Tiến đều hứa là một tháng hoặc hai tháng sau sẽ trả, nhưng đến ngày hẹn trả, Tiến viện đủ lý do để khất nợ. Khi đòi quá thì Tiến sẽ tránh mặt, không trả lời điện thoại, thậm chí còn dùng kế cả dú lấp miệng em rằng đừng có mà dồn tôi đến chân tường, hoặc dùng kế quảng binh, yên tâm đi, một tuần sau tôi trả không thiếu một đồng. Anh em với nhau dây mấy đồng bạc mà cứ làm như là chết đến nơi. Thế nhưng đến một tuần sau đó, Tiến lại lờ đi như chưa bao giờ có chuyện dây mượn xảy ra. Hầu hết những người cho Tiến dây tiền đều đã có mối quan hệ rất thân tình, tốt đẹp với anh. Nhiều người vì cho Tiến dây tiền mà mất thời gian đi hỏi nợ, mất cả ăn cả ngủ vì ức chế, vợ chồng mất hòa thuận vì trách móc lẫn nhau khi cho Tiến dây tiền. Tiến cũng từng kiếm được bộn tiền nhờ buôn bán bất động sản. Thế nhưng trong khoảng 5 năm trở lại đây, Tiến không làm ăn gì được với nghề này. Bao nhiêu đất của Tiến đều bị các chủ nợ thu hồi, đến ngôi nhà vợ chồng Tiến ở cũng bị ngân hàng siết nợ. Hiện Tiến đang phải ra phụ vợ bán hàng ăn để kiếm sống hàng ngày. Trường hợp thích nợ, dây nợ không muốn trả như của Tiến không hề hiếm. Chỉ cần tra Google cụm từ dây tiền không trả, bạn sẽ tìm ra hàng loạt những câu hỏi gửi luật sư của các chủ nợ là nạn nhân của những con nợ dây tiền không muốn trả kiểu này. Thượng tọa Thích Chân Quang trong bài Pháp Âm Nhân Quả Giàu Nghèo giải thích về vấn đề nhân quả giàu nghèo. Trong bài Pháp Âm Nhân Quả Giàu Nghèo như sau: giàu là do siêng năng giúp đỡ, bố thí người khác; nghèo là do hà tiện, bủn xỉn, ích kỷ, không chịu bố thí. Theo lời giải thích này thì hành vi dây tiền không trả hoặc dây tiền không muốn trả là một biểu hiện của tâm ích kỷ, tráo trở. Chiếu theo luật nhân quả trong đạo Phật thì hành vi đó chính là cách gieo nghiệp nghèo hèn cho mình. Nhanh thì cho đời này, muộn thì cho những đời sau. Không chỉ gieo nghiệp nghèo vì tâm ích kỷ mà còn gieo cả nghiệp gian truân trong đời vì tâm tráo trở, như đã phân tích ở trên. Thạc sĩ Nguyễn Hồng Lê cũng cho rằng tốt nhất trên cuộc đời không nên nợ cái gì. Khi ta nợ ai đó một cái gì thì ta đang tự khoác lên cuộc đời mình một gánh nặng. Về vấn đề nợ tiền bạc cũng như vậy, bất đắc dĩ thì mới phải đi dây. Người có đạo đức họ sẽ ăn không ngon ngủ không yên khi chưa trả được nợ, còn người thiếu đạo đức thì thường họ không có cảm giác đó. Ngược lại, với họ dây được là mừng, còn không cần biết là khi nào sẽ trả. Khi nào người khác đòi nợ thì họ sẽ chây ì, mặc cho ân nhân của mình đau khổ, tức giận thế nào. Theo các chuyên gia, người sợ nợ vì thế cũng là người có đạo đức, bởi nợ nào thì cũng phải trả, không trả cách này thì sẽ phải trả bằng cách khác, bởi nhân quả không loại trừ ai.
Dân gian có câu nói truyền miệng rất hay, đó là tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Câu này có ý nghĩa là dù yêu quý nhau đến cỡ nào thì vẫn nên minh bạch trong vấn đề tiền bạc. Tiền bạc là mồ hôi, là công sức lao động của mỗi người. Nếu vì yêu quý nhau, thân thiết nhau mà lợi dụng tiền bạc của nhau thì đến một ngày tình cảm cũng sẽ sứt mẻ. Ngay cả anh em ruột thịt thì vẫn cần phải rõ ràng về vấn đề tế nhị này. Khoản nào dây thì rõ là dây, và cần phải trả với tấm lòng biết ơn. Khoản nào cho biếu hay tặng thì người cho không nên đòi người nhận một ngày nào đó trả ơn, mà hãy vô tư theo cách cho đi hạnh phúc, chính là mang lại hạnh phúc cho mình, nhưng đó là phía người cho. Còn phía người nhận thì bắt buộc không bao giờ được quên ân tình đó, bởi món nợ đó không đơn thuần là nợ vật chất, mà còn là nợ cả ân tình, và nếu không trả sẽ gieo nghiệp nghèo. Quý vị thân mến, sống ở đời nếu có tâm hồn lương thiện, thái độ sống tốt đời đẹp đạo, luôn giúp đỡ người xung quanh, những người như vậy chắc chắn sẽ nhận được sự che chở, phù trợ từ chư thần Phật Bồ Tát. Thực ra một người có được bảo hộ hay không, không liên quan tới việc bạn có tín tâm hay không, mà nằm ở hành vi của bạn. Sống ở đời, cho đi thì mới có thể nhận lại. Thế nên trong cuộc sống, ngoài sống vì bản thân, cũng nên mở lòng sống vì người khác. Đôi khi nhận phần thiệt về mình, bạn sẽ được ông trời bù đắp bằng những thứ vô cùng giá trị, xứng đáng gấp trăm lần. Bạn đừng buồn khi đôi khi nhiều người làm việc tổn hại liên quan đến bạn lại luôn gặp may, mà nên thầm chúc mừng và vui vẻ cho họ, bởi chính bạn là người rất có phúc, được thần linh phù hộ. Người lương thiện chân chính không nằm ở hành động hình bề ngoài, mà là thể hiện của nội tâm. Chỉ cần sống lương thiện, ý nghĩ thuần khiết, trời xanh ắt có an bài, quả đất tròn, tất cả những việc làm lương thiện của bạn rồi cuối cùng cũng sẽ quay trở lại với bạn. Quý nhân không phải ở đâu xa xa mà được ẩn giấu ngay sau tấm lòng thiện lương của bạn. Người lương thiện khi lâm vào khốn cảnh sẽ luôn có cách bảo toàn. Trong thì nguy nan mà thực ra là hữu kinh vô hiểm, ấy là vì thiên đạo vô thân, thương giữ thiện nhân, tức là đạo trời không phân biệt người thân thích, đối xử công bằng với chúng sinh, nhưng làm việc thiện là phù hợp với đạo trời cho, nên những người lương thiện đều thuận theo đạo trời mà được sự quan tâm chiếu cố. Người thiện lương dù làm việc không cầu nhận được hồi báo, nhưng cuối cùng vẫn nhận được hồi báo không tưởng. Đó không phải là sự ngẫu nhiên mà đó là thiên đạo. Nếu trong cuộc sống chúng ta hay làm các việc thiện lành tốt đẹp thì được hưởng phước báo cõi trời người, còn chúng ta làm điều xấu ác thì phải chịu cô quả, khổ đau, địa ngục, quỷ đói, súc sinh. Đó là quy luật tất yếu và sinh tồn của xã hội. Không ai có quyền ban phước, giáng họa hay sắp đặt cho chúng ta cả. Gieo nhân nào là gặt quả đó, chính Đức Phật nhờ sự tu chứng mà thấy biết rõ ràng. Con người là chủ nhân của bao điều họa phúc, và chỉ dạy lại cho chúng ta, chứ không phải do suy luận du dơ quyển hoặc. Người xưa có câu, có đức mặc sức mà ăn, là người đệ tử Phật, chúng ta phải hiểu và thực hành những lời Phật dạy, gieo những hạt giống lành, tích phước đức cho bản thân và gia đình. Chúng ta nên hiểu được rằng nhân quả rất công bằng, vì vậy muốn đón nhận được những điều lành, nhân duyên tốt đẹp thì bản thân phải sống lương thiện. Dân, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.